Công trình quảng trường và tượng đài Mai Hắc Đế nằm ở địa bàn hai làng mạc Thạc Bằng và làng mạc Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Công trình này nằm trong dự án đầu tư thành lập công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ, tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế với tổng mức đầu tư là 105 tỷ đồng. Trong đó phần tu bổ, tôn tạo di tích có sẵn là hơn 52 tỷ đồng. Phần xây thế hệ tượng đài và quảng trường là hơn 43 tỷ đồng. 9 tỷ đồng dành cho các tiêu dùng khác. Nguồn vốn được huy động làng mạc hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện. Ngày 12 tháng 2 năm 2016, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công thành lập dự án. Khu quảng trường được thành lập trên khu đất có tổng diện tích 4,58 ha. Công trình này được thành lập gồm một tượng đài đúc bằng đồng liền khối có chiều cao 18 mét. Chân tượng làm bằng đá hoa cương cao 4,7 mét. Đế tượng là bê tông cốt thép ốp tấm đá xanh, phía trước bài trí lư hương bằng đá tự nhiên. Tượng được đặt hướng về đại dương đông, biểu trưng cho lòng yêu nước, ý chí bất khuất của người Việt chống giặc ngoại xâm, trấn giữ và phát triển quê hương, đất nước. Sau 3 năm khởi công, hiện công trình này vẫn chưa thể hoàn thiện để đi vào sử dụng. Để qua một thời gian dài không được nhiệt tình chăm sóc, dọn dẹp đã khiến khu quảng trường này đã trở nên xuống cấp, nhớt nhát. Ghi nhận của phóng viên, công trình này có mọc rậm rì, hoang vu. Do không có tường rào cách quảng nên khu quảng trường vốn thi công để du khách đến tham quan thì lại biến thành khu chăn bò cho trẻ nhỏ và người dân xung quanh. Hệ thống đèn chiếu sáng của công trình bị đập phá toàn cục bóng đèn, nhiều cột quăng dỉ, dây điện bị đứt, lòi hẳn ra ngoài. Nước thấm rỉ ở phần đế tượng đài. Có mọc rậm rì khắp nơi trong khu quảng trường. Khu quảng trường hoàn tàn, rét lẻo. Hệ thống cống hư hỏng, mất nắng. Hệ thống điện chằng chịt và chưa được hoàn thiện. Bò đi dạo trong khu quảng trường do không có tường rào cách quảng với bên ngoài. Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Xuân Trường, trưởng ban quản lý các dự án thành lập căn bản huyện Lộc Hà cho biết, dự án này vẫn chưa thể xong xuôi để đi vào sử dụng. Trong đó chỉ thế hệ xong xuôi được phần tượng và hạ tầng quảng trường với tổng ngại phí 27 tỷ đồng. Hiện công trình còn thiếu 16 tỷ đồng để hoàn thiện dự án khiến công trình này bị chậm rãi tiến độ nhiều năm qua. Theo ông Trường, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý cho chủ đầu tư gia hạn xong xuôi công trình đến cuối năm 2019. Mai Hắc Đế có tên thật là Mai Trúc Loan, quê ở làng mạc Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Mai Trúc Loan mồ côi phụ thân mẹ từ nhỏ. Sinh ra trong hoàn cảnh gian khổ nhưng khi càng lớn, Mai Trúc Loan càng thông minh, khỏe mạnh. Lớn lên Mai Trúc Loan là một đầu vật nổi tiếng của vùng Sa Nam, huyện Nam Đàn, Nghệ An, ngày nay. Chứng kiến cảnh người dân đau buồn dưới giai cấp của nhà Đường, ông đã nhen nhóm ý tưởng đánh đuổi ngoại xâm. Cuộc khởi nghĩa Quang Châu do Mai Trúc Loan chỉ đạo diễn ra vào năm 713, giải phóng vùng đất rộng rãi lớn ở Nghệ An. Sau sự kiện này, ông được suy tôn làm hoàng đế. Đến năm 722, quân Đường đàn áp cuộc khởi nghĩa. Bị dây hãm, Mai Hắc Đế trốn vào rừng rồi mất. Để tưởng nhớ lao động của người, người dân làng mạc Mai Phụ đã lập đền thờ ông ngay tại quê nhà. Đền thờ Mai Hắc Đế được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2012.